Em biết á, 80% anh chị phụ huynh ở đây nè là không muốn con mình chơi game rồi tìm cách ngăn cấm, tại vì sợ chơi game rồi trễ nải cái việc học hành của tụi nhỏ, đúng không? Nhưng mà em nói cái suy nghĩ đó là nó không phù hợp anh chị. Anh chị nhớ lại cái thời nhỏ đi, cái thời mà mình tuổi nổi loạn của mình đó, ai mà cấm được anh chị, càng cấm là mình càng muốn thử. Tại vì sao? Cái tính tò mò của con người ở cái tuổi nổi loạn đó là lúc nào nó cũng lớn hết. Bởi vậy em nói thay vì ngăn cấm thì thôi khuyến khích anh chị, khuyến khích nó là con học giỏi đi. Hè này nè, ba mẹ dẫn ra chú Cường mua cho những cái chiếc gaming mà dùng. Bên chú Cường có mấy cái dòng gaming mà giá nó phải nó quá yêu luôn anh chị, 18 triệu new siêu 100% chính hãng ha. Đó, 2023 đời mới nữa chứ, cạc RTX 3050 Ti chơi game cực khỏe luôn mà nó có 18 triệu thôi. HP Victus cũng vậy ha. Thì bây giờ nè, thay vì mình cấm, anh chị cứ khuyến khích con mình học cho tốt, hoặc là mình mua mình làm một cái món quà bất ngờ, đúng không? Trước tới giờ mình cấm rồi thì bây giờ mình cầm một cái món quà về tặng cho con hết hồn luôn. Ủa sao cấm con chơi game mua gaming cho con? Thì nói tại vì ba mẹ thấy tụi con một năm vừa rồi cố gắng rất là tốt, thì bây giờ ba muốn khích lệ tinh thần và cho tụi nhỏ một cái tư duy là chơi nhưng mà phải biết điểm dừng. Cái đó mới là hay, chứ không phải là không biết gì hết mới là hay nha. Đừng có cấm. Bây giờ nói con chơi cũng được, nhưng mà con chơi đó là chơi ra chơi, học ra học. Như vậy tụi nhỏ trong khi nó học hành xong nó mệt nhọc đó, đúng không, thì nó có một cái điều gì giải trí, nó không bị áp lực, đúng không, nó xả được cái stress của nó. Bởi vì em nói nó tốt cả đôi đường. Mà bây giờ quan trọng nè, cô chú anh chị gặp được em có những cái sản phẩm là điêu hời điêu tốt, à chính hãng đời mới luôn, mẫu mã này thì em phải nói LOW hiện tại bây giờ đang rất là hot luôn anh chị. Và HP Victus cũng vậy, em hy sinh ha, mở cho cô chú anh chị xem. Không phải á, là em nói để em bán hàng, nhưng mà tại vì em thấy cái nhu cầu này hiện hữu nên em mới nhập những con máy này về để em chia sẻ cho cô chú anh chị. À, hai cái điều đó là hoàn toàn khác biệt nha. Không phải em bán cái hàng đang có, mà tại vì em thấy khách hàng có nhu cầu nên em mới cố gắng ha, nhập được cái giá à tốt về để em chia cho cô chú anh chị. Lenovo LOW anh chị, gaming em hy sinh những cái chiếc máy mà em khui ra cầm trên tay về thôi nè, em giảm cho cô chú anh chị 300 ngàn, hoàn toàn chưa khởi động chưa kích hoạt nha. Đó, new, anh chị thấy chưa, em nói Lenovo gaming những cái năm gần đây á, nó vừa ngon mà nó vừa rẻ đó anh chị. Trời ơi, thì em nói những cái sản phẩm này nè mà anh chị cầm trên tay một cái đi, thấy cái sự chắc chắn vững chãi của nó và cái độ bền đã được kiểm chứng đó anh chị. Mấy năm vừa rồi Lenovo họ, em nói là về gaming họ làm rất tốt luôn. Bây giờ anh chị không tin em thì cũng phải ra trải nghiệm ha, chứ bây giờ không phải nghe em nói vậy á, cái rồi nhiều khi nhiều người ta lại tố xích anh chị, cái mình nghi ngờ nào, cái đừng nghi gì hết. Em nói nè, cái dịch vụ cái hồ mãi á, mà bên em Cường á, mà dở là anh chị lên kênh em Cường á, tại vì em Cường đấu chẳng ai đâu, là người ta hả comment nát ở trên cái kênh em rồi, nhưng mà không, anh chị thấy đó, ở đây hoàn toàn là những cái sự thật, em Cường chia sẻ thật lòng đến cho cô chú anh chị ha. LOW anh chị, cái mẫu máy này là có 18 củ thôi anh chị, nếu 100% bảo hành 12 tháng từ em Cường đó, đã chưa. Mà em nói anh chị rồi, những cái con máy này anh chị mua xong rồi một năm sau nữa vẫn cái giá nó vẫn vậy, nó không giảm, tại vì cái giá này là giá chạm sàn rồi anh chị, hiểu không? Một cái con máy gaming mà em Cường chia cho cô chú anh chị đây, em lời lãi không bao nhiêu, mà cái này là nhu cầu thiết thực của cô chú anh chị, thành ra em Cường phải nhập về để em đem đến kịp thời đó, vừa khuyến khích tụi nhỏ nó học hành mà vừa giúp cho tụi nhỏ nó xả stress được.